Thư đáp cư sĩ Bộc Đại Phàm. Từ xa đón bước Văn Chương, riêng lòng không khỏi hổ thẹn. Ấn Quang từ nhỏ thiếu học nên kiến thức mù mờ, bấy lâu nổi trôi đất khách, chỉ ăn gửi nơi phổ đà. Hôm nay không ngờ được các hạ, một bậc hiểu sâu tâm tông nho Phật, từng tham vấn các phương tri thức, học hành siêu quần, chẳng xem tôi là quê mùa, để lời hỏi đến. Lại quá vì khen ngợi, khiến cho người bối rối không an. Thầm nghĩ, các hạ học vấn rộng rãi, thấy hiểu cao xa, đâu có lẽ còn hoài nghi với mấy điều tầm thường như thế. Chắc là không ngoài bản ý, muốn làm gương mẫu để dẫn phát cho kẻ đồng tu đó thôi. Tuy nhiên, các hạ đã lấy biết làm không biết, tôi cũng chẳng ngại gì lấy không biết làm biết. Xin tùy lời giải đáp, đâu dám bắt chước ông quan già phê án, mà chính là học trò dân nạp vở thi. Vậy những lời bày tỏ sau đây, nếu có sai lầm, xin nhờ phủ chính. 1. Niệm Phật tuy quý tâm niệm, nhưng cũng không nên bỏ sự đọc tụng ra tiếng, vì thân miệng ý giúp đỡ lẫn nhau. Dù rằng tâm có thể nhớ nghĩ, song nếu thân không lễ kính, miệng chẳng trì tụng, thì cũng khó được lợi ích. Như người đời khi khiêng đồ vật nặng, còn phải dùng tiếng giúp sức, huống là việc muốn nhiếp tâm để chứng tam muội hay sao? Cho nên Kinh Đại Tập nói, niệm lớn thấy Phật lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Cổ Đức cũng bảo, niệm lớn tiếng thì thấy thân Phật cao lớn, niệm nhỏ tiếng thì thấy thân Phật bé nhỏ. Với hạng phàm phu, tâm thường hôn trầm tán loạn, nếu không nhờ sức thân lễ miệng tụng, tất khó được nhất tâm. 2. Chỗ chân lý thực tế mới không còn sinh diệt. Ngoài ra trong Phật sự có pháp nào chẳng phải là sinh diệt? Bậc Đẳng Giác Bồ Tát phá 41 phẩm vô minh, chứng 41 phần bí tạng, cũng không ngoài sự lấy bỏ sinh diệt, huống nữa là việc niệm Phật đối với phàm phu ư? Nhưng sinh diệt tuy là cội sinh tử, mà cũng là gốc bồ đề. Có sinh diệt hay không, chỉ do nơi người mà thôi. Nhiếp cả sáu căn, nối liền tịnh niệm, chính là đem sự sinh diệt bỏ giác hiệp trần, đổi lấy sự sinh diệt bỏ trần hiệp giác, để kỳ chứng được Phật tánh chân như không sinh diệt vậy. 3. Niệm niệm ở tịnh độ mới được vãng sinh là thuộc về thân phận của bậc vãng sinh thượng phẩm. Nếu chấp định nghĩa này, tự cầu thượng phẩm thì còn chi hay hơn? Bằng chấp định để dạy hạng căn cơ trung hạ, tất cả sẽ làm trở ngại sự thăng tấn của người chẳng ít. Tại sao thế? Vì lẽ họ cho pháp này quá cao, rồi cam phận thấp kém, không chịu tu trì. Lại nữa, phép niệm Phật tuy thuộc ý thức, nhưng cũng đủ cả các thức. Trong kinh văn há chẳng nói rằng nhiếp cả sáu căn đó ư? Sáu căn đã nhiếp thì sáu thức để làm gì? Tức như chuyển câu niệm Phật vào hàm tàng thức, cũng không ngoài công dụng của sáu thức. 4. Đoạn luận vấn về mục niệm Phật tương tục, giao chém chẳng đứt, vẫn không còn ngờ. Nhưng vì các hạ chưa phân biệt giới hạn của thiền tông tịnh độ và tự lực tha lực, nên thành một khối hoài nghi. Pháp môn niệm Phật là nương nhờ sức Phật ra ba cõi, sinh về tịnh độ. Nay đã chẳng phát nguyện, tất cũng không có lòng tin. Nếu không tín nguyện, chỉ niệm danh hiệu Phật, vẫn thuộc về tự lực. Và bởi thiếu tín nguyện, nên không thể thông cảm với sức hoàn thể của Đức A-di-đà.
thẳng như trừ được phiền não kiến tư, còn có thể vãng sinh. Nếu chưa trừ, hoặc trừ chưa hết, thì gốc nghiệp vẫn còn và phải bị luân hồi. Về điều này, ông Ngũ Tổ Giới, Thảo Đường Thanh là những bằng chứng xác thật. Phải biết, nếu bỏ tính nguyện mà niệm Phật, thì có khác nào sự thăm cứu của nhà tu thiền? Và nếu được vãng sinh, chẳng hóa ra nhân quả không phù hợp hay sao? Ngài Ngẫu Ích bảo rằng, được sinh cùng chăng, toàn do nơi lòng tín nguyện có không, phẩm vị cao thấp, đều bởi công trì danh sâu cạn, là một luận án chắc chắn không thay đổi. Trong kinh A-di-đà, câu một lòng không loạn là nương theo đoạn công đức y chánh, ở văn trước khuyên sinh lòng tin và nối theo đoạn, nếu có chúng sinh nào nghe kinh này, phải nên phát nguyện cầu sinh về nước kia, chính là bảo phải phát nguyện. Hơn nữa, về điểm tín nguyện, trong mấy đoạn văn sau cũng lặp lại nhiều lần. Các hạ cắt đứt mấy đoạn văn ấy, chỉ nhìn vào một câu, một lòng không loạn, xem sự nhất tâm có tín nguyện, cùng không tín nguyện đồng như nhau, nên mới thắc mắc về chỗ, niệm Phật đến trình độ giao chém chẳng đứt, tức là thuần nhất rồi, tại sao lại không được vãng sinh? 5. Ngoài câu niệm Phật, nếu có niệm khác, tức là xen tạp, những niệm ấy rất nhiều, khó kể hết được. Chỉ nêu phần chánh như sau: niệm cầu đại triệt đại ngộ, niệm mong được đại tổng trì, vân vân, chứ không phải chỉ do sự phát nguyện là xen tạp. Nên biết, pháp môn tịnh độ lấy tính nguyện hạnh làm tông chỉ. Hạnh như cổ xe, nguyện như người phu xe, tính như kẻ dẫn đường, đủ cả ba mới thành tựu sự tấn thú của xe. Vì thế, người tu tịnh độ hôm sớm phải phát nguyện, lại chớ nên chấp nê rằng những lúc không niệm Phật hoặc khi phát nguyện là cắt đứt, xen tạp, tịnh niệm không thành. Thử hỏi, tâm niệm ấy có từng trải qua những cảnh thấy, nghe, mặc áo, ăn cơm cùng các sự cử động khác hay không? Nếu có, với mấy điều này đã không thấy cắt đứt, xen tạp, sao lại cho những việc kia là tạp loạn? Cho nên, dù niệm Phật đến cảnh giới một niệm, muôn năm cũng không ngại gì tới sự khởi cư hằng ngày. Bằng tuyệt nhiên không cả, hoặc ra chỉ có pháp thân Bồ Tát mới đảm đương nổi. Nhưng các bậc đại sĩ tuy ở yên một chỗ mà hiện vô số thân trong cõi vi trần, làm vô lượng Phật sự. Nếu quả có xen hở tạp loạn, thì chắc không biết là bao nhiêu. Chư Phật Bồ Tát có thể đồng thời khắp đến mười phương, song đây chỉ là một việc. Thật ra tâm tai vẫn đủ các lý, ứng muôn sự, không phải như thế mà thôi đâu. 6. Ước theo nghi thức xưa nay, sự phát nguyện thường ở vào khoảng sớm mai và tối, nhưng cũng có người khi niệm Phật xong thời nào, liền hồi hướng phát nguyện ngay lúc ấy. Các hạ đã hiểu sâu tánh tướng, mà còn cho rằng niệm Phật và niệm cầu sinh không thể đi đôi, thì dường như đối với viên lý sự vô ngại, chưa được tin chắc. Lại bảo rằng, nếu có thể đi đôi, tất tâm niệm sẽ chia làm hai, một nửa về Phật, nửa về nguyện. Thế thì một người ưng thành hai vị Phật. Xin hỏi, cơn bình thường, có lúc nào các hạ đương lúc mắt thấy sắc mà tai vẫn nghe tiếng, cho đến ý vẫn suy nghĩ hay không? Nếu quả có thế, tại sao riêng với việc này các hạ hãy còn ngờ? Vậy nên biết, tâm niệm công dụng không lường. Tám thức, há chẳng phải là thể dụng của một tâm ư? Kia đã không thành tám vị Phật,
Tại sao đây lại thành hai vị Phật? 7. Bình sinh tuyệt không tính nguyện, khi lâm chung khó được nhờ sức Phật. Đã nói, lúc nghiệp lành dữ đồng thời đều hiện, thì chẳng những câu niệm Phật không hiện, không được vãng sinh, dù có hiện cũng không được vãng sinh. Tại sao thế? Vì không phát nguyện vãng sinh, vì không cần Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử nghiệp ác có hình tướng, mười phương hư không chẳng thể dung chứa. Cổ Đức bảo rằng, tâm nghiệp rất nhiều, ngã về mối nặng như người mắc nợ, chủ mạnh kéo đi. Nay nghiệp lành dữ đều hiện, bởi không tính nguyện, tất phải bị nghiệp lực lôi cuốn mất sự chủ trương. Thế thì biết, nương cậy sức mình, dù hoặc nghiệp còn một mấy tơ cũng không thoát khỏi sinh tử, lựa là nhiều ư. Niệm Phật đến nhất tâm mà không tính nguyện, trong vô số người hoặc may có được một vài kẻ vãng sinh. Rất không nên đem điều ấy giáo hóa, làm mất căn lành tịnh độ của tất cả chúng sinh đời sau. Vì nếu chỉ nương tự lực, niệm cho đến nghiệp dứt tình không, chứng vô sinh nhẫn, thì khắp thế gian khó được một đôi người. Thẳng như, ai nấy đều y theo thuyết này mà tu trì, không chú trọng đến tính nguyện, tất vô lượng chúng sinh sẽ nổi chìm trong biển khổ, bạc nẻo thoát ly, ấy cũng vì một lời nói gây nên tổn hại. Mà người chủ trương thuyết trên kia lại còn nghênh ngang tự đắc, cho rằng lời mình rất cao, đâu biết đó là cuồng ngôn làm dứt mất huệ mạng Phật, khiến chúng sinh lầm lạc nghi ngờ. Thương thay, pháp môn tịnh độ phải xem là đặc biệt, không nên sánh với giáo nghĩa thông thường. Ví như Đức Phật chẳng mở môn này, chắc trong đời mạt pháp không có ai thoát khỏi đường sinh tử. Bộ Di Đà yếu giải của Ngài Ngẫu Ích, lý sự đều đến chỗ cực điểm. Nếu các hạ y theo đó hành trì, thì ngày kia trên phẩm vị vãng sinh không ai sánh kịp. Người xưa tu hành đều có thể chứng đạo, trái lại người đời nay ít kẻ minh tâm. Ấy bởi căn cơ có thấp kém ư, hay là do lòng cung kính khinh mạng khiến nên như thế? Tôi xem trong nhiều truyện ký, thấy những bậc cao nhân đều trọng kinh tượng như Phật sống. Sự kính sợ của các ngài, dù cho tôi trung con thảo, cũng không thể phưởng phất được một đôi phần. Vì lòng thành kính cùng cực, nên các vị ấy có thể dứt hoặc chứng chơn, vượt thẳng lên cõi thánh. Thử xem một việc nhị tổ thần quan đứng hầu dưới tuyết, chặt cánh tay cầu pháp ở Thiếu Lâm, cũng đủ thấy lòng thành kính của ngài dường nào. Người đời nay xem tượng Phật như gỗ đất, kinh Phật như giấy cũ, dù có lòng tin thọ trì, chẳng qua là đọc tụng lầu thông nơi đầu mồm mà thôi, có điều thật ít gì đáng bàn luận. Tuy rằng như thế cũng gieo được viễn nhân, nhưng tội khinh lờn thật không thể tưởng nghĩ. Các hạ là bậc luận giỏi học nhiều, khi đề xướng Phật Pháp, xin nhắc nhở điều này để mọi người cùng được lợi ích. Như thế pháp môn và chúng sinh sẽ hân hạnh biết bao. Gửi cư sĩ về Cẩm Châu. Cư sĩ nhân gặp hỏa tai, nhà cửa vật dụng bị cháy sạch, vợ kinh hãi đau nặng nên tâm thần mê muội như điên cuồng.
Ấn Quang Pháp Sư gửi bức thư này khuyên dạy. Kinh Pháp Hoa nói, ba cõi không an, dường như nhà lửa, sự khổ dãy đầy, rất đáng sợ hãi. Tuy nhiên, nhiều khi cảnh ngộ cũng làm nên cho người bằng những giai đoạn họa, phước, nghịch, thuận, khổ, vui, vân vân không nhất định. Với bậc có trí, biết quyền biến, khéo an theo số phận, thì cảnh họa nghịch khổ nào không hóa thành phước thuận vui. Cho nên, người quân tử thường vui theo phần, biết số mạng, không oán trời trách người, dù gặp cảnh ngộ nào cũng vẫn an nhàn bình thản. Người xưa có câu, cảnh giàu sang, an theo giàu sang, cảnh nghèo hèn, an theo nghèo hèn, cảnh mang rợ, an theo mang rợ, cảnh hoạn nạn, an theo hoạn nạn. Cư sĩ tuy có lòng ưa thích điều lành, nhưng chưa rõ chỗ chí lý của đạo Nho và Phật, nên mới một phen gặp cảnh nghịch đã bối rối kinh cuồng. Tôi xin đưa những điều sau đây để cư sĩ nhận rõ. Trong đời, rất rộng dày, cao sáng, không hơn chi trời đất và hai vầng nhật nguyệt. Nhưng mặt trời đứng bóng rồi thì xế, mặt trăng đầy rồi lại vơi, cho đến gò cao thành vực thẳm, biển cả hóa nương dâu. Cuộc đời vẫn thế, thịnh suy thay đổi là lẽ thường. Xưa nay, đạo đức ai hơn Khổng Tử, mà ngài còn phải bị vây nơi đất khuôn, tuyệt lương ở nước trần, đi châu du liệt quốc, kết cuộc không được gì. Chỉ có một người con được 50 tuổi lại chết, may còn đứa cháu để nối tổ tông. Thấp hơn một bậc, như thầy Nhan Uyên, Nhiễm Bá Ngưu thì mạng vắng. Thầy Tử Hạ, Tả Kỳ Minh lại mù lòa. Ông Khuất Nguyên chết chìm, thầy Tử Lộ bị bầm mắm. Như các ngài ấy là những bậc đại thánh đại hiền mà cũng không tránh được nghịch cảnh, nhưng vì biết thuận theo số mạng nên vẫn tùy phận an vui. Mấy điều này đối với thời ấy tợ hồ như không phước, nhưng tấm gương đạo đức của các ngài trăm năm về sau, từ vua đến dân, ai không kính ngưỡng. Thế thì phước còn chi hơn. Trong đời sống, con người tính đủ điều, làm đủ việc, xét lại chẳng qua vì vấn đề ăn mặc và để sự nghiệp cho con cháu mà thôi. Nhưng ăn thì canh rau có thể qua bữa, cần gì hải vị sơn hào. Mặc thì bô vải cũng đủ che thân, lựa là nhiều hàng gấm vóc. Còn con cháu hoặc làm ruộng hoặc bán buôn đều tự nuôi sống được, hà tất phải giàu có trăm vạn. Vả lại, xưa nay những kẻ vì con cháu mưu sinh cuộc vinh hiển muôn đời, có ai bằng Tần Thủy Hoàng? Vị bạo chúa này dẹp trừ 6 nước, đốt sách chôn học trò, thâu góp hết binh khí trong thiên hạ để đúc chuông, bản ý muốn cho dân ngu yếu đặng không thể làm loạn. Đâu dè khi Trần Thiệp đứng lên, anh hùng đều nổi dậy, cơ đồ nhất thống không đầy 13 năm bỗng tiêu tan, cho đến con cháu cũng bị diệt tuyệt. Ấy là muốn cho con cháu vinh hiển trở lại thành cảnh bại vong. Đời hiến đế nhà Hán, Tào Tháo mượn chức thừa tướng chuyên oai quyền lấn ép vua, muốn cho con cháu mình làm chúa trong nước. Không ngờ đến khi chết, thi hài chưa kịp liệm, Tào Phi đã soán nghịch, bắt Tần thiếp của cha làm cung phi của mình. Tháo chết rồi, đọa vào ác đạo, trải hơn 1400 năm. Đến đời Càn Long nhà Thanh, ở Tô Châu có người giết heo, khi mổ ra, thấy trên lá phổi có chữ Tào Tháo. Một người láng giềng mục kích cảnh tượng ấy, rất sợ hãi, liền xuất gia tu hành, pháp danh là Phật An, chuyên tâm niệm Phật, được sinh về Tây Phương. Việc này có ghi trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục. Như Tào Tháo một đời phí hết tâm cơ lo cho con cháu,
tuy được làm hoàng đế, nhưng chỉ trong vòng 45 năm thì mất nước. Vả lại khi còn ở ngôi, mỗi năm thường cùng các nước Đông Ngô Tây Thục đánh nhau, có mấy lúc được an nhàn. Từ đó về sau, trải qua các triều Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, Tùy và Ngũ Đại, Lương, Đường, Tấn, Hán, Châu đều không lâu dài. Tựu trung, duy có đời Đông Tấn là bền nhất, nhưng cũng chỉ được 103 năm. Ngoài ra thì hoặc 2-3 năm, 8-9 năm, hoặc một đôi mươi năm, 4-50 năm liền tiêu diệt. Đây là chỉ kể mấy đời chánh thống. Nếu nói đến những ngụy triều tiếm cướp, thời gian lại còn ngắn hơn nữa. Bao nhiêu vua chúa của các triều ấy, buổi sơ tâm đều muốn để cho sự vinh hoa cho tông tộc. Song tìm đến sự thật, trái lại khiến cho con cháu mang họa cướp giết, mất tuyệt giống dòng. Cư sĩ nên suy nghĩ, sang như thiên tử, giàu có bốn biển, còn không thể bảo đảm cho tông tộc hưởng phước lâu dài. Huống nữa là kẻ phàm thường, từ vô lượng kiếp đến nay tạo nghiệp ác đầy như đất liền, sâu như biển cả, mà muốn cho nhà cửa thường hưng thạnh, có phước không họa ư? Phải biết, sự vật giữa đời đều giả dối như mộng, huyễn, bóng, bọt, sương, chớp, như trăng đáy nước, hoa trong gương, như ánh chập chờn lúc trời nắng, và như thành của thần Càn Thác Bà, tức nhạc thần của thiên đế, thành quách đều là huyễn hiện, không có chi là chân thật. Duy có một niệm tâm tánh của ta vẫn hằng còn, trùm suốt xưa nay, không biến đổi hư hoại. Tuy không biến hoại, mà thường tùy duyên. Theo duyên ngộ tịnh, thì làm thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Vì công đức sâu cạn, nên phẩm vị có cao thấp. Theo duyên mê nhiễm, thì lạc vào cõi trời người Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Do tội phước nặng nhẹ, nên sự khổ vui có ngắn dài. Nếu người không biết Phật Pháp thì đã đành. Cư sĩ đã sùng tín đạo Phật, sao chẳng nhân cảnh nghịch ấy mà nhìn rõ cuộc đời, bỏ mê theo ngộ, một lòng niệm Phật cầu sinh về Tây Phương, vượt nẻo luân hồi lên ngôi tứ thánh. Đó có phải là nhân họa nhỏ mà hưởng phước to chăng? Đường lối thoát ra là thế, cư sĩ lại cứ bối rối mơ màng như ngây như dại. Thẳng hoặc lo buồn quá độ đến mất thân mạng, thì chẳng những chính mình nhiều kiếp bị trầm luân, mà vợ yếu con côi cũng bơ vơ, làm sao tự lập. Như thế là cư sĩ muốn hại mình và làm liên lụy cho người. Sao lại tối tâm đến thế? Kinh nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Vì tránh quả khổ nên Bồ Tát dứt trước những nhân ác, do đó tội chướng tiêu trừ, công đức đầy đủ, cho đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sinh thường gây nhân ác, lại muốn khỏi quả khổ, có khác nào kẻ sợ bóng mình mà cứ chạy trốn dưới ánh mặt trời. Nhiều người mới làm lành chút ít, đã mong được phước lớn. Khi gặp cảnh nghịch, liền cho rằng làm lành mắc họa, không có nhân quả. Rồi từ đó lui sục sơ tâm, trở lại chê bai Phật Pháp. Những kẻ ấy không hiểu lý nhân quả thông ba đời, và tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh. Nhân quả thông cả ba đời là thế nào? Như đời này làm lành hoặc dữ, đời này hưởng phước hay mang họa, đó là hiện báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời sau được phước hay mang họa là sinh báo. Đời này làm lành hoặc dữ, đời thứ ba, thứ tư, hoặc mười, trăm, ngàn, muôn đời cho đến vô lượng, vô biên kiếp về sau mới được phước hay mang họa, gọi là hậu báo. Hậu báo thì sớm chày không định, đã gây nhân tất có quả, đó là lẽ tự nhiên.
tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh là thế nào? Ví như có người gây nghiệp ác sẽ phải vĩnh viễn bị đọa vào địa ngục, nhiều kiếp chịu thống khổ. Người ấy bỗng sinh tâm sợ hãi, hổ thẹn, phát lòng bồ đề, đổi dữ làm lành, tụng kinh niệm Phật, tự tu và khuyên người cầu sinh về cực lạc. Do sự hối cải ấy, nghiệp địa ngục trước kia liền tiêu diệt, đổi thành quả khổ nhẹ trong hiện đời như hoặc bị người khinh chê, hoặc đau bệnh, nghèo nàn, cùng gặp những việc không vừa ý. Chịu những khinh báo như thế xong, người ấy có thể thoát đường sinh tử, nhập thánh siêu phàm. Như Kinh Kim Cang nói, nếu có người thọ trì kinh này mà bị kẻ khác khinh chê, người đó đời trước gây tội nghiệp đáng đọa vào ác đạo. Do đời này bị sự khinh chê nên tội trước liền được tiêu diệt, sẽ chứng quả vô thượng bồ đề. Đây chính là nghĩa tâm mình có thể cải tạo hoàn cảnh vậy. Người đời khi gặp tai nạn, nếu không oán trời, tất cũng trách người. Ít ai nghĩ đến sự trả nghiệp mà sinh lòng ăn năn chừa cải. Phải biết, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là lẽ đương nhiên. Đã gieo chông gai, đừng mong đến mùa gặt được lúa nếp. Làm dữ mà vẫn hưởng phước là đời trước vung bồi cội phước đã dày. Nếu không làm dữ thì phước còn lớn hơn. Ví như con nhà giàu ăn chơi bài bạc, xem tiền như rác, nhưng không liền bị đói lạnh là do vì của cải quá nhiều. Nếu mỗi ngày cứ như thế, dù cho gia nghiệp trăm vạn, tất có lúc cũng gặp cảnh người mất nhà tan. Làm lành mà hay bị tai nạn là đời trước trồng gốc tội đã sâu, nếu không làm lành thì họa càng lớn hơn nữa. Ví như người phạm tội nặng chưa kịp hành hình lại lập được công nhỏ. Vì công nhỏ chưa có thể hoàn toàn ân xá nên cải án nặng thành nhẹ. Nếu lập công mãi đến khi công to, không những trừ hết tội trước, lại được phong hầu bái tướng, tập ấm đời đời. Bậc trượng phu phải vượt hẳn thường tình, đừng để cho ngoại vật làm lụy đến thân. Giả sử có vàng ngọc đầy kho, khi giặc dữ đến cướp, phải bỏ nhà trốn chạy, đừng nên ôm của mà đợi chết. Bởi vì vàng ngọc tuy quý, nhưng sánh với mạng người, hãy còn kém hèn. Đã không thể giữ được cả hai, thôi thà bỏ của mà bảo toàn thân mạng. Như hiện thời, tài sản của cư sĩ đã hóa ra đống tro tàn, lo buồn cho lắm cũng vô ích. Chỉ nên tùy duyên qua buổi, gắng sức niệm Phật cầu sinh Tây Phương, để cùng tận kiếp vị lai, lìa hẳn sự khổ, chỉ hưởng điều vui. Thế là do họa tai mà thành đạo vô thượng, sao vẫn còn mê muội đau buồn. Mong cư sĩ xét kỹ lại những lời tôi nói, tất sẽ cởi được mối u sầu, như vẹt mây mù lộ vẻ trời trong. Nơi tai ương tìm thấy hạnh phúc, đổi cơn nóng bức thành mát mẻ vui tươi. Bằng cứ chấp nê không tỉnh, chắc khó tránh khỏi chứng bệnh kinh cuồng. Nếu một khi bản tâm đã mất, tà ma sẽ dựa vào. Chừng ấy, dù có ngàn Phật ra đời, cũng không biết làm sao cứu vãn được. Đáp một cư sĩ ở Vĩnh Gia. Thứ nhất, vân thê đại sư là pháp dạy người đều từ nơi chỗ bình thật đi vào. Nếu y theo đó tu trì
sẽ được ngàn muôn yên ổn, quyết không đến nỗi được ít cho là đủ và bị ma dựa phát cuồng. Vương Canh Tâm chưa hiểu rõ yếu chỉ nhập đạo, đã vội tự hào múa bút lớn lời mạt sát tất cả. Tuy có tâm hoằng pháp, nhưng thật ra là gây tội phá hoại pháp môn. Ấy cũng bởi y không gần bậc tri thức và tự xét hai chứng bệnh tim đập, ác mộng của mình. Những bệnh ấy đều là triệu chứng của nghiệp ác đời trước. Nhưng hiện cảnh tuy có tốt xấu, chuyển biến chỉ tại nơi ta. Cảnh xấu hiện mà chuyên tâm niệm Phật thì nhân dữ sẽ hóa ra lành. Nghiệp ác đời trước trở thành vị đạo sư trong hiện tại. Tiếc vì người đời phần nhiều bị nghiệp ràng buộc, không thể cải tạo, nên thành ra cảnh té giếng bị đá rơi theo, trên khổ lại càng thêm khổ. Tha tâm thông có nhiều thứ không đồng, nay xin nói ước về tâm thông của những bậc đắc đạo. Như Trù Am Đại Sư, bất luận ai hỏi kinh sách gì, Ngài đều có thể đọc thuộc rành rẽ, không sai một chữ. Tại sao thế? Vì Đại Sư nghiệp hết tình không, lòng như gương sáng. Lúc có người hỏi đến những kinh sách họ đã từng xem, Ngài liền nhìn vào những câu chữ in trong thước thứ 8 của người ấy, đọc lại rành mạch. Cho nên cổ đức nói rằng, kinh pháp một phen nhiễm vào thức thần, hằng làm giống đạo. Việc trên đây có thể làm bằng cớ để cho ta tin. Vì khi người xem kinh sách, bóng dáng của những thứ ấy in vào tâm thức không mất. Bởi vô minh che lấp, nên lâu ngày họ quên. Những bậc có tha tâm thông, nhìn nơi tâm thức của người ấy, tùy theo lời hỏi đọc lại rõ ràng. Đến như có người hỏi những kinh sách họ chưa được thấy, bậc tha tâm thông có thể nhìn vào tâm thức của những người khác đã xem rồi, vì họ đọc lại. Trên đây là việc lấy tâm người khác làm tác dụng cho tâm mình, không phải nơi lòng các vị ấy thường có bao nhiêu thứ kinh sách đã ghi nhớ lâu ngày không quên. Bởi không hiểu lẽ này, nhiều người cho đó là phép chi kỳ lạ. Thật ra chỉ là cảnh trạng nghiệp tiêu trí sáng, cõi lòng không không mà thôi. Trong sự phò cơ có rất nhiều linh quỷ giả mạo tiên, Phật, thánh thần. Loài quỷ thấp kém hoặc khi không có tha tâm thông, hạng cao thì biết được lòng người, nên có thể mượn sự thông minh trí thức của người mà làm thi phú. Ông Kỷ Văn Đạt có thuật lại rằng, cơ bút phần nhiều là việc dối mượn của hạng ma quỷ linh thiên. Một độ nọ, tôi cùng người anh là Đản Nhiên có thí nghiệm về việc này. Tôi vốn có thiên tư về thi văn mà chữ viết dở. Anh tôi thì chữ tốt, song không có khiếu văn chương. Khi tôi phò bút thì thi từ thông suốt, nét chữ lếu láo. Trái lại, đến phiên anh tôi thì nét chữ cứng đẹp, thi từ tầm thường. Lại một việc, lúc hỏi đến chỗ bí yếu trong những bài giảng bút mạo lấy của người xưa, cơ lên nói rằng năm tháng lâu quá không còn ghi nhớ. Vì những lẽ ấy tôi biết là giả dối. Thế là loài quỷ tuy linh, song chỉ có thể mượn được sự hiểu biết hiện tại của người. Đến như các việc trong tâm thức có, nơi sự biết hiện tại vì lâu nên quên, hoặc những chữ nghĩa chính mình không hiểu, thì quỷ không thể chỉ dẫn ra được. Cho nên tha tâm thông của linh quỷ sánh với bậc đắc đạo thật kém xa như trời vực. Tuy nhiên, vì hai việc ấy có chỗ giống nhau, e rằng cư sĩ bị cơ bút mê hoặc, tôi mới dẫn giải ra đây. Lại xin nói thêm một việc trong Tống Cao Tăng Truyện như sau.
ngài tăng giám qua nhà Vương Sử Hậu thọ trai, thấy chủ nhân đang cao giọng ngâm nga xem ra dáng đắc ý. Nhân hỏi là đọc văn gì. Sử Hậu đáp rằng, đây là quyển vở trúng tiến sĩ của tôi. Ngài tăng giám mỉm cười mà rằng, dưới thềm gió mát, lại có sự thung dung như thế ư? Nói đoạn, lấy trong túi ra một tập và bảo rằng, quyển ông đang đọc, có phải là đây chăng? Sử Hậu xem ra thì chính là văn từ mình đã làm trong ngày thi, liền nói, đây là bút tích của tôi chép ra sau này. Tăng giám bảo rằng, cố nhiên không phải là nguyên tác của ông, điều đó tôi vẫn biết. Sử Hậu nói tiếp, nhưng sao trong túi kia lại có bài văn ấy? Sư đáp, không phải chỉ riêng bài này, từ khi ông đọc sách đến giờ, cho đến những lúc đùa cợt, một nét bút, nét vẽ, nơi túi của tôi đều có đủ. Sử Hậu kinh sợ, không dám hỏi nữa. Ngài Trụ Am chỉ có tha tâm thông, chưa thấy có thần thông. Ngài Tăng Giám Đại Sư đã có tha tâm thông, lại kiêm cả thần thông, có thể đem bóng dáng kinh sách trong tàng thức hiện thành hình chất đưa cho người xem. Kỳ thật trong túi của ngài không chứa sáu thứ ấy. Gần đây, ở Thượng Hải, đàn cơ bút mở ra rất nhiều. Sự chỉ dạy bỏ giữ làm lành và những thuyết luân hồi nhân quả thiển cận của các đàn ấy đều rất có ích cho thế đạo lòng người. Nhưng mấy điểm nói về cơ trời Phật Pháp thì không khỏi mơ hồ lầm lẫn. Chúng ta là đệ tử Phật, không nên bài bác việc đó vì có trở ngại cho sự làm lành của người. Song cũng chẳng nên phụ họa khen ngợi vì sẽ mang lỗi đem điều ức đoán viển vông, khiến cho Phật Pháp hư loạn, chúng sinh nghi lầm. Ấn Quang này tự xét mình nhiều nghiệp chướng, nhưng quyết không dám theo tình bỏ lý, gây sự lầm lỗi cho người. Những lời trên đây xin châm chước tình lý mà làm theo mới khỏi điều tệ hại. 10 món lợi ích của sự niệm Phật. Xin xem chương Thập Chúng Thắng Lợi ở những trang sau, cuối bộ Tịnh Độ Chỉ Quy. Hồi hướng là tâm suy nghĩ, miệng phát ra lời tín nguyện, đem công đức mình xoay về nơi nào. Việc ấy nên để vào khoảng sau lúc công khóa tối và buổi trưa. Khi tụng kinh niệm Phật xong, niệm Phật phải từ mai đến chiều, không nên hở dứt. Nếu trong tâm hằng có niệm cầu sinh, cũng là thường thường hồi hướng. Các kinh Đại Thừa đều khiến cho chúng sinh mau thành Phật. Chỉ tiếc phần đông khi đọc kinh thiếu lòng chí thành, nên không được hoàn toàn lợi ích. Chương Đại Thế Chí Bồ Tát ở quyển 5 Kinh Lăng Nghiêm chính là lời chỉ dạy tối thượng về tông Tịnh Độ. Câu người quân tử học vì mình là ý nói bậc quân tử mỗi niệm đều tự xét mình, xem có trái đạo cùng chăng. Cảnh giới thức ngủ như một, chỉ có dụng công phu đáo để mới được. Nhưng nếu khi thức hằng nhiếp tâm niệm Phật, lâu ngày tự nhiên dù trong mộng cũng ít khởi vọng niệm. Thứ hai, từ độ cuối đông đến hạ tuần tháng 3 năm nay, tôi có tiếp được 4 phong thư, thức ăn, vải và bài vấn đáp của anh em cư sĩ, cùng từ quân do sư thần đem đến. Như thế, đủ thấy cư sĩ tha thiết vì đạo, mến trọng tôi đã quá nhiều. Trước tiên, tôi có ý mong từ quân đến. Kế lại vì kiểm duyệt bộ văn sao để cho người in ra, mắt hơi suy kém nên mới chậm lời phúc đáp. Bức thư kỳ tháng chạp rồi, thật là đúng với nghĩa bạn bè dùng nhân giúp nhau. Chỉ có điều suy tặng ấn quan quá nhiều, khiến cho người càng thêm hổ thẹn. Nhân đạo có 5 diền lớn,
vua tôi, cha con, anh em, chồng vợ và bạn bè. Nhưng tại sao trong năm luân ấy lại không nói đến thầy? Vì thầy là bậc thành tựu phần đức dục cho ta, cũng như cha dắt dìu khuyên bảo để ta nên người, cũng như anh nên ngài Mạnh Tử nói thầy là cha anh. Lại nữa, thầy thường nhắc nhở giúp ích ta nhiều việc cũng như bạn, nên nhà Phật thường gọi tìm thầy hỏi bạn. Ấn quan này tự xét mình kém phần thật đức, không có ý muốn làm thầy người, chỉ mong ở địa vị bè bạn để giúp đỡ khuyên nhắc lẫn nhau mà thôi. Nhưng nhiều vị chẳng suy lượng dùm, nên tôi đã thiếu sự răn trách, lại còn không được nhắc bảo đến nữa. Cư sĩ mong tôi thân chứng tam muội, lại e có trái với chỗ hy vọng, nên không nài khó nhọc viết thư khuyên lơn. Từ khi tôi buộc tóc thọ học đến giờ, chưa gặp được người hữu ích như thế. Cử chỉ ấy làm cho ấn quan này vừa cảm động vừa tự thẹn. Mấy chữ tội chết là lời bày tôi can vua, cư sĩ đem dùng với thầy bạn rất không phải cách. Ấn quan tốt nghiệp sâu nặng, khi sinh ra vừa được nửa năm, bị đau mắt luôn cả 6 tháng. Sự thống khổ trong lúc ấy thật vô cùng. Trừ khi ăn và ngủ ra, không một khắc nào ngớt tiếng kêu gào khóc lóc. Nhưng may nhờ căn lành đời trước, nên còn được thấy ánh sáng mặt trời. Đến tuổi thành đồng, được học tập, lại do nghiệp cũ dẫn dắt, uống lầm thuốc độc bài bán Phật Pháp của bọn hàng vũ Âu Dương Tu. Kế đó, định tâm xét nghĩ, biết mình lỗi lầm, liền sinh lòng hổ thẹn, quy y Tam Bảo xuất gia làm tăng. Nếu lúc bấy giờ không nhờ sức Tam Bảo thầm gia bị khiến cho sự biết tự tỉnh, thì tôi đã sa vào ngục A Tỳ, chịu vô lượng sự khổ, đâu còn được cùng các vị chỉ đông nói tây luận về tự lực tha lực như ngày hôm nay ư. Kỳ thất hoàn mãn, tam muội chưa thành, do tôi tinh thần suy kém, mà cũng bởi túc nghiệp sâu dày. Nhưng Phật đã không bỏ người chướng nặng, xin cũng nhờ chút công hạnh ấy để được vãng sinh. Phép thập niệm ký số không phải là sổ tức, tức đếm hơi thở. Chỉ có điểm ghi nhớ từ 1 đến 10 có hơi giống với lối sổ tức mà thôi. Trong Liên Tông Bảo Giám lại lầm để là đếm đến 100, 1000, 1000. Vì e cư sĩ không biết mà thọ hại, nên tôi mới dẫn ra để chứng rõ. Vậy không nên gọi đó là phép sổ tức trì danh. Muốn chứng tam muội, đã có lời chỉ dạy xác đáng của Phật, Tổ, sao lại đòi hỏi đến chỗ chứng của tôi mới chịu làm theo? Kinh A-di-đà nói rằng, giữ lấy danh hiệu hoặc 1 ngày cho đến 7 ngày, một lòng không loạn. Đây là lời tỷ lệ, không nên chấp định. Nếu căn tánh đẳng giác, một niệm liền được không loạn, đợi gì 1 ngày? Như căn tánh nghịch ác, dù trọn đời cũng khó được nhất tâm, huống chi 7 ngày. Quán Kinh nói rằng, pháp thân chư Phật Như Lai vào tâm tưởng của tất cả chúng sinh. Cho nên, khi tâm các người tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy tưởng Phật, tâm ấy là Phật. Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói rằng, nhiếp cả 6 căn, tịnh niệm nối nhau, được tam ma địa, đây là bậc nhất. Trong bài kệ Lục Căn Viên Thông, ngài Văn Thù bảo rằng, nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thượng. Kinh Tứ Thập Nhị Chương dạy rằng, tu tâm là thế nào? Giữ nó lại một chỗ thì không việc gì chẳng xong. Ngài Mộng Đông bảo rằng, thật vì sinh tử,
phát lòng bồ đề, lấy tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. 16 chữ này là cương yếu của tông Tịnh Độ. Muốn tu Tam Muội, sao không lấy thánh ngôn làm lượng, triệt để tuân theo những lời trên đây, lại dùng tôi là kẻ phàm phu nghiệp chướng mà làm mực thước, há chẳng trái ngược lắm ư? Nhưng lời ấy phát ra chẳng phải không duyên cớ. Chắc có lẽ vì thấy trong quyển Di Đà Trung Luận thuật rõ cảnh giới của Tỉnh Nhất Đại Sư và Vương Canh Tâm tự bảo là đắc tâm truyền với Ngài, nên cư sĩ cho rằng tôi cũng có nhiều cảnh lạ không thể nghĩ bàn và bí quyết truyền thọ đó chăng? Cư sĩ nên xét rằng Tam Muội dịch là chánh định hay chánh thọ, ấy là thể vọng tan chơn hiện, lặng lẽ sáng suốt, trong ấy đâu có cảnh giới gì. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm nói rằng tròn chứng quả bồ đề là không chứng đắc chi cả. Người tu thiền vì chỉ cậy sức mình, không cần Phật gia bị, nên trong khi công phu đắc lực, chân vọng công kích lẫn nhau, thường có nhiều cảnh giới thoạt ẩn thoạt hiện. Ví như lúc mưa to sắp tạnh, mây mù tản mát, trời đang u ám bỗng lộ ánh sáng, phút chốc lại thay đổi không lường. Những cảnh giới ấy, nếu chẳng phải người có đủ đạo nhãn, tất khó nổi phân biệt. Nếu lầm nhận cho là thật, sẽ bị ma dựa phát cuồng, không thể cứu chữa. Khác hơn thế, người niệm Phật dùng lòng tín nguyện tha thiết trì hồng danh muôn đức, thì như mặt trời chói sáng giữa hư không, như đi con đường thẳng rộng, không những quỷ mị tuyệt tích mà vọng niệm cũng lặng tiêu. Suy cho cùng, chẳng qua niệm đến công lực tinh thuần thì toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật như một mà thôi. Lý và hạnh này tôi còn e mọi người không hiểu, vẫn muốn tuyên dương để nêu cao bản nguyện độ khắp chúng sinh của Phật, đâu dám giấu kín để truyền riêng cho cư sĩ hay sao? Nếu có bí quyết truyền thọ riêng nơi chỗ ẩn khuất, tức là tà ma ngoại đạo, không phải Phật Pháp. Nhưng Ấn Quang thật cũng có chỗ diệu quyết chỉ riêng mình được. Nay nhân cư sĩ thỉnh cầu, không ngại gì đem ra bày tỏ với các hàng Phật tử trong thiên hạ. Diệu quyết ấy là gì? Là chí thành, là cung kính. Điều này cả thế gian đều biết, đạo lý này cả thế gian đều muội. Ấn Quang do muốn tiêu trừ tội nghiệp sâu nặng và báo đáp ân Phật, hằng để ý tìm cầu gương sáng tu trì của cổ đức, nên được biết rằng chí thành, cung kính là bí quyết rất mầu nhiệm để vượt phàm lên thánh, thoát nẻo luân hồi. Mấy điểm này, đối với những người hữu duyên, tôi đã thường thường khuyên nhắc. Nên biết, thành kính không phải chỉ để riêng cho người học Phật, mà tất cả mọi việc, nếu muốn được tinh nhất, phải lấy đây làm nền tảng. Từ quân có trồng linh căn từ kiếp trước, thân quyến thờ Phật mấy đời, khi nhỏ đã được đầy đủ về gia huấn, lớn lên lại trải đôi 30 năm học hỏi lịch duyệt. Vì sao lại bỏ nơi huyền diệu, dùng chỗ tầm thường mến chuộng văn tôi mà cho in ra như thế? Nên biết, sự hoằng pháp lợi sinh quý ở nơi biết thời cơ. Cách điều trị đáng dùng cho căn bệnh người đời nay, bậc thông hiểu Phật giáo không chịu chỉ rõ, duy nói những phương pháp cao huyền, phần nhiều là những thứ thuốc không hợp với bệnh. Đôi khi do thứ thuốc quý ấy, bệnh lại tăng thêm. Ấn Quang cũng như kẻ dung y, chẳng những không rõ gốc bệnh, lại không hiểu tánh chất thuốc men, chỉ đem hoàng vạn ứng A Già Đà. A Già Đà dịch là phổ trị, tức thuốc trị tất cả bệnh. Của tiên tổ bí truyền, bao nhiêu chứng hư, thật, hàn nhiệt, đều dùng hoàng này cho uống
nếu ai có lòng tin, dùng thử sẽ được an lành. Cho đến những chứng bệnh, tần huẩn, biển thước đều bó tay. Khi uống thuốc này vào, liền thấy hồi sinh khỏi tử. Cho nên, đối với những kẻ có tâm cứu người giúp đời, tôi không ngại gì đưa thiệp quảng cáo để tất cả bệnh nhân đều được uống hoàn này. Tôi vẫn biết các phương thuốc của tần huẩn, biển thước là nhiệm màu, song chẳng khuyên người dùng vì bệnh thuộc về túc nghiệp, không phải sức của thần y trị được. Chứng thật tướng ngay đời hiện tại chẳng phải là thế gian tuyệt không người, nhưng e cư sĩ chưa có căn lành ấy. Nếu tôi không nói rõ duyên cớ, hoặc khi cư sĩ chí cao mà hạnh chưa kịp, vì quá vọng tưởng đến sự chứng quả, lâu ngày sinh ra bệnh cuồng loạn tán tâm, chừng ấy cầu siêu hóa ra đọa, muốn khéo trở thành vụng, kết quả cũng không thoát khỏi luân hồi. Phải biết, ngộ được lý nhị không, duy hàng phàm phu lợi căn mới có đủ khả năng. Như bậc người viên giáo ở nơi vị danh tự, tuy chưa phục đoạn phiền não, mà sự tỏ ngộ cùng chư Phật vẫn đồng. Nếu nói ước về tông, cảnh giới ấy gọi là đại triệt đại ngộ. Ước về giáo là đại khai viên giải. Nhưng đại ngộ cùng viên giải không phải chỉ tỏ ngộ một cách mường tượng đâu. Như bàn cư sĩ nghe Mã Tổ nói câu: đợi khi nào ngươi uống một hớp hết nước sông Tây, ta sẽ nói cho, liền quên ngay sự huyền giải. Ngài Đại Huệ Kiểu nghe Viên Ngộ Thiền Sư ngâm câu: gió nồm vào điện cát, hơi mát vẫn vơ sinh, cũng thế. Trí Giả Đại Sư tụng kinh Pháp Hoa đến câu: đó là chơn tinh tấn, gọi là chơn pháp cúng dường Như Lai. Trong phẩm Dược Vương Bản Sự: thoạt rỗng suốt đại ngộ, lặng lẽ nhập định, thấy hội linh sơn nghiễm nhiên chưa tan. Ngộ được như thế mới gọi là đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải. Đó là ngộ đạo. Nếu nói đến chứng đạo vào thể thật tướng, thì lại không phải là việc làm của hạng cụ phược phàm phu. Ngài Nam Nhạc Huệ Tư, thầy đắc pháp của Trí Giả Đại Sư, là bậc có thần thông trí huệ lớn. Khi sắp tịch, có người hỏi đến chỗ chứng, ngài đáp: ta ban sơ chỉ cầu đồng luân, nhưng vì lãnh chúng quá sớm, chỉ chứng được thiết luân mà thôi. Đồng luân tức là vị thập trụ, phá vô minh, chứng thật tướng, vào cõi thực báo, phần chứng tịch quang. Bậc sơ trụ có thể hiện làm thân Phật trong 100 cõi đại thiên để giáo hóa chúng sinh. Nhị trụ thì 1000 cõi, tam trụ 1000, mỗi trụ số tăng lên gấp 10. Thiết luân tức là vị thập tính, sơ tính dứt kiến hoặc, thất tính dứt tư hoặc, bát, cửu, thập tính phá trần sa phục vô minh. Ngài Nam Nhạc thị hiện ở ngôi thập tính thì còn chưa chứng được thật tướng. Trí Giả Đại Sư là Đức Thích Ca hóa thân. Lúc sắp tịch, có kẻ hỏi: đại sư chứng đến vị nào? Ngài đáp: nếu ta không lãnh chúng, tất thanh tịnh 6 căn, vì tổn mình lợi người nên chỉ được ngũ phẩm. 6 căn thanh tịnh tức là vị thập tính. Như phẩm Pháp Sư Công Đức trong kinh Pháp Hoa đã nói, ngũ phẩm là vị quán hạnh, phục hết ngũ trụ phiền não mà chưa dứt được kiến hoặc. Ngẫu Ích Đại Sư lúc lâm chung có bài kệ rằng: danh tự vị đây là Phật nhãn, rồi ra biết sẽ phó ai. Địa vị danh tự Viên Ngộ Tạng Tánh, chỗ tỏ ngộ đồng với Phật, song còn chưa phục được kiến tư hoặc, huống chi dứt trừ. Người đại ngộ ở đời mạt pháp
phần nhiều thuộc về hạng này. Xem như ngài Ngũ Tổ Giới, thân sau làm Tô Đông Pha, ngài Thảo Đường Thanh làm Tăng Lỗ Công, ấy cũng còn khá. Kế đó, ngài Hải Ấn đầu thai làm con gái ông Châu Phòng Ngự, và tệ hơn hết là Cao Tăng ở Non Nhạn Đảng kiếp sau làm Tần Cối. Bởi các vị ấy tuy ngộ suốt lý tánh mà chưa dứt được phiền hoặc, nên một phen thọ sinh, phần nhiều quên mất túc căn. Như Ngẫu Ích Đại Sư thị hiện ở vị Danh Tự, Thiên Thai Trí Giả ở vị Quán Hạnh, Nam Nhạc Huệ Tư ở vị Tương Tợ, thì thấy thật tướng pháp không dễ gì chứng. Thật ra, bản địa của ba vị đại sư đều không thể suy lường, nhưng vì sợ người đời sau chưa chứng xưng rằng chứng, nên các ngài dùng thân thuyết pháp khiến cho hàng hậu tấn xét mình hổ thẹn, dứt bỏ tánh tự thị ngông cuồng. Ân đức thị hiện răng dạy ấy, dù nát thân cũng khó đền đáp. Vậy, cư sĩ nên tự lượng xem mình có thể siêu việt ba đại sư ấy chăng? Tốt hơn là nên niệm Phật tụng kinh, bồi đắp căn lành, ngày kia sinh về Tây Phương, tùy nơi công hạnh cạn sâu lần lần tu tập, thì sớm muộn gì cũng sẽ được đạo quả. Ấy là con đường duy nhất để chứng thật tướng của người đời nay đó. Kim Luân Chú Pháp không cho hỏi việc, chỉ được hỏi căn lành hoặc pháp môn mà thôi. Nhưng chúng sinh đời mạt pháp chẳng luận căn lành có hay không, đều quyết định phải chuyên tu tịnh độ. Vậy, chớ nên hỏi pháp môn làm chi? Đến như căn lành nếu có, nên gắng sức tu thêm. Còn không, lại càng phải cố công vun bồi, cũng không cần hỏi. Chỉ nên trì chú giúp tu tịnh nghiệp, chớ vội tác pháp làm nhọc lờn Phật Thánh. Nếu thường tác pháp mà tâm không cung kính chí thành, sẽ khởi các việc ma. Duy có một điều nên tác pháp, nhưng không phải là phần việc của cư sĩ. Ví như có người phát tâm xuất gia, mình chưa chứng đạo, không thể quán căn cơ người ấy, mới cầu Phật từ bi, thầm chỉ thị xem có nên thâu nhận chăng. Làm như thế để tránh mối tệ, hạng vô lại lẫn vào phá rối Phật Pháp. Người đời nay trong sự thâu đệ tử, chỉ muốn cho được nhiều. Đôi khi biết rõ đó là kẻ hạ lưu, cũng gấp gấp dung nạp, sợ có mất đi, không nghĩ gì đến sự lựa chọn. Tâm tham danh lợi, ưa quyến thuộc ấy, khiến cho Phật Pháp suy tàn đến mức khó nổi chấn hưng. Nghiệp chướng nặng, tham giận nhiều, thân suy yếu, tâm kinh sợ, phải một lòng niệm Phật, lâu ngày các chứng ấy tự tiêu trừ. Trong phẩm Phổ Môn có nói rằng, chúng sinh nào nhiều dâm dục, giận hờn, ngu si, nếu thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát, sẽ được xa lìa các nghiệp ấy. Niệm Phật cũng như thế, song phải dùng hết tâm lực, đừng tạp tưởng nghi ngờ, thì cầu việc gì cũng được. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với chúng sinh cõi Ta Bà. Ngoài thời niệm Phật, nên kim trì danh hiệu của Ngài, hoặc giả kim trì Chú Lăng Nghiêm hay Đại Bi cũng được. Đến như việc xem kinh, nếu muốn làm pháp sư vì chúng tuyên dương, nên trước xem chánh văn, sau sẽ xem lời chú sớ. Nếu xét thấy mình tinh thần không đầy đủ, kiến giải chẳng hơn người, thì hãy chuyên niệm Phật, chớ nên phí tâm lực, hao tháng ngày đi theo việc không cần kiếp ấy. Như muốn tùy phận duyệt kinh để được thêm phần lợi ích, phải giữ ba nghiệp trong sạch, khẩn thiết chí thành, lạy Phật rồi ngồi định tâm giây phút, sau sẽ dở kinh tụng ra tiếng hay lặng lẽ xem.
khi ấy phải ngồi ngay ngắn như đối trước Phật nghe lời viên âm, không dám móng khởi một niệm biến trễ phân biệt. Chẳng nên tìm hiểu văn nghĩa, chỉ một mạch xem thẳng từ đầu đến cuối. Duyệt kinh như thế, nếu là bậc lợi căn, có thể ngộ lý nhị không, chứng pháp thật tướng. Dù người căn tánh tối chậm, cũng được tăng thêm phước huệ, nghiệp chướng tiêu trừ. Đức Lục Tổ bảo rằng, chỉ xem kinh Kim Cang cũng có thể minh tâm kiến tánh, tức là nói lối xem trên đây, vì thế mới gọi là chỉ. Y như thế mà duyệt kinh, thì xem các kinh Đại Thừa đều có thể minh tâm kiến tánh, đâu riêng gì kinh Kim Cang. Chớ nên một mặt theo sự phân biệt tìm hiểu câu này nghĩa ra sao, đoạn này ý thế nào. Bởi vì đó thuộc về vọng tưởng suy lường, không thể thầm hiệp với tâm Phật, ngộ suốt lý kinh và làm nhân duyên cho sự diệt tội sinh phước. Xem kinh với tâm phân biệt, nếu biết cung kính thì còn có thể gieo chút căn lành, bằng biến trễ khinh thường, chắc không khỏi đem nhân lành mà gây quả ác, sự khổ sẽ vô cùng. Người xưa rất chuyên trọng nghe kinh vì tâm khó sinh phân biệt. Như có người tụng kinh ra tiếng, một người ở gần bên nhiếp tâm lắng nghe mỗi câu chữ rõ ràng, chẳng dám duyên theo cảnh bên ngoài, vì nếu sao lãng một chút thì bị gián đoạn, văn nghĩa không được suốt thông. Khác hơn thế, người tụng bởi có văn kinh để y cứ, dù không chuyên chú cũng đọc được rành rẽ. Người nghe chỉ nương theo tiếng, nếu phóng tâm liền đứt mất sự liên lạc. Nghe kinh được như thế, công đức đồng với người tụng cung kính chí thành. Nếu người tụng kinh kém lòng thành kính, công đức lại không thể sánh kịp người nghe. Đời nay, nhiều kẻ xem kinh Phật như giấy cũ, trên bàn kinh để những tạp vật lẫn lộn bừa bãi. Khi duyệt kinh, không rửa tay súc miệng, có khi rung lắc thân mình, vắt tréo chân lên, thậm chí buông ra hơi dưới, chẳng kiêng sợ chi cả. Như thế, đâu phải muốn diệt tội sinh phước, mà muốn cho loài ma vương phá hoại Phật Pháp, chứng minh khen ngợi mình là người bao quát dung thông, rất hợp với đạo màu Đại Thừa, không còn chấp trước. Hàng Phật tử chân tu trông thấy chỉ còn lặng lẽ thương buồn, thầm rơi lệ than thở cho cảnh ma quyến thịnh hành, không biết làm sao cứu vãn được. Thuở xưa, Ngài Trí Giả tụng kinh bỗng rỗng suốt tỏ ngộ lặng lẽ nhập định. Nếu có tâm phân biệt thì đâu được như thế ư? Một vị cổ đức tả kinh Pháp Hoa, chăm chú quên cả muôn duyên, đến trời tối vẫn còn ngồi viết. Kẻ thị giả đi vào thưa rằng, trời tối lắm rồi, sao thầy còn tả kinh được? Vị ấy liền giật mình xem lại, thì đã tối sẫm không thấy bàn tay. Khi duyệt kinh, tham thiền, trì chú, niệm Phật, nếu đồng một sự chuyên tâm như thế, dụng công lâu, sẽ có ngày được suốt thông tỏ ngộ. Đời Minh, Ngài Tuyết Kiều Tính Thiền Sư, người ở thành phủ Ninh Ba, trung niên xuất gia, dốt không biết một chữ, nhưng nhờ công khổ hạnh, siêng năng tham cứu, nhịn việc khó nhịn, làm việc khó làm, không bao lâu, Ngài bỗng đại triệt đại ngộ, những lời nói ra đều hiệp với thiền cơ. Rồi từ đó, lần lần Ngài tự biết đọc, viết, không mấy lúc đã nghiễm nhiên là một nhà thông thái, bút pháp tung hoành. Những sự lợi ích như thế đều là nơi tâm chuyên tinh tham cứu, không phân biệt mà có. Người duyệt kinh nên lấy đây làm gương mẫu. Tập Ngữ Lục của Tuyết Kiều Tính Thiền Sư đã được bổ vào Đại Tạng Kinh nhà Thanh. Tấn sĩ Đàm Tảo Am, một bậc thạc học quy y với thiền sư, có khắc bia hơn muôn lời để ca tụng đạo hạnh của Ngài.
vậy, khi duyệt kinh, quyết không nên khởi lòng phân biệt. Được như thế, vọng tưởng sẽ tự lặn chìm, tánh thiên chơn lần lần hiện rõ. Nếu muốn nghiên cứu kinh để hiểu nghĩa lý hoặc chú sớ ra, nên dành một thời riêng chỉ chuyên về việc ấy. Lúc nghiên cứu, tuy không nghiêm cẩn bằng khi xem, nhưng cũng chẳng nên toàn không cung kính, bất quá có đôi chút thư thái hơn mà thôi. Như chưa được nghiệp tiêu trí sáng, phải lấy sự duyệt kinh làm chủ, phần nghiên cứu chỉ nên phụ lược. Chẳng thế thì cùng năm mãn tháng, cứ mãi theo việc nghiên cứu, dù cho tìm hiểu được như vẹt mây bày trăng sáng, mở cửa thấy non xanh, cũng chỉ thêm nguồn biện bác trên đầu môi chót lưỡi, có can thiệp gì đến sự sinh tử đâu. Rồi ngày 30 tháng chạp đến nơi, quyết định không dùng một mảy may nào được. Nếu có thể y như cách trên mà duyệt kinh, thì những nghiệp tham, giận, tình chấp lần lần tiêu tan, trí huệ trở nên sáng suốt. Bằng chẳng thế, đã không được sự thật ích, lại còn e do nghiệp lực đời trước dẫn sinh tà kiến, bác không nhân quả, những phiền não dâm, giết, trộm, dối sẽ kế tiếp nhau nổi lên như lửa cháy bừng. Lúc ấy, đôi khi lại còn cho mình là người tu đại thừa, tất cả đều không ngại. Đem câu "tâm bình cần gì giữ giới" của Lục Tổ tự bào chữa rằng: phá giới mà không phá giới mới thật là giữ giới. Trên đường tu hành có nhiều nỗi hiểm nguy, chân pháp rất khó được là như thế. Vì lẽ ấy, chư tổ phần nhiều đều chủ trương tu tịnh độ để nhờ sức từ của Phật dẹp trừ nghiệp lực, khiến cho không phát hiện. Vậy, cư sĩ nên lấy sự niệm Phật làm chánh, duyệt kinh làm trợ. Trong các kinh như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Kim Cang, Niết Bàn, Viên Giác, hoặc chuyên chú một bộ hay luân phiên mà xem, phép duyệt kinh quyết không nên khác với lời tôi nói. Nếu thờ ơ không kiên sợ, tất bị những tình kiến phân biệt làm mất sự lợi ích lớn, tội nghiệp sẽ vô cùng. Lúc trước, tôi cho rằng cư sĩ cùng sư thần đều đã tinh triệt để pháp môn tịnh độ. Đến khi xem bài văn cảo của cư sĩ hỏi Từ Quân, thì thấy nói muốn trì chú và nghiên cứu giới học. Lại bảo rằng, về công đức của mật chú, trong tông tịnh độ không thấy có sự cao siêu như thế, nên lòng nao nức, chưa biết có nên theo cùng chăng. Cư sĩ thử xét mình là căn cơ bậc nào mà lại muốn thông đạt tất cả pháp môn như thế. Tôi chỉ e sự tán loạn bất định ấy lâu ngày có thể làm cho cư sĩ rối tâm mê muội đó thôi. Còn sư thần thì cho rằng, theo mật tông, chú lực đi đến đâu, dù là một chút hơi bay, bụi dính, chúng sinh nơi đó đều được giải thoát. Tịnh tông không có sự lợi ích như thế. Phải biết, trì chú tuy công đức vô lượng, niệm Phật há không năng lực chẳng nghĩ bàn ư? Sao chẳng xem đoạn, chúng sinh phạm tội ngũ nghịch thập ác, khi sắp chết tướng địa ngục hiện, niệm Phật vài tiếng liền được vãng sinh. Lại há không thấy trên hội Hoa Nghiêm, các đẳng giác Bồ Tát chứng đồng với Phật, còn phát 10 đại nguyện vương hồi hướng Tây Phương để cầu viên thành quả giác đó ư? Và nếu môn tịnh độ không thù thắng, tại sao chư Phật, Tổ, cho đến ngàn kinh muôn luận đều ân cần cặn kẽ khuyên bảo tu trì? Thật ra, các pháp môn đại thừa đều viên diệu, chỉ vì chúng sinh duyên có càng sâu, căn cơ có sinh thục, thành thử sự lợi ích có khó cùng dễ đó thôi. Ngài Thiện Đạo là Đức A-di-đà hóa thân, trong khi khai thị về chuyên tu, e rằng hành nhân tâm trí không định, nên đã khuyên dạy rằng:
dù cho bậc thánh trong bốn quả, hoặc hàng Bồ Tát ở những vị trụ, hạnh, hướng, địa, nhận đến mười phương chư Phật đầy cả hư không pháp giới, đều hiện thân phóng quang, hãy bảo bỏ môn tịnh độ, các ngài sẽ truyền dạy pháp môn thù thắng, cũng chẳng dám vâng theo. Vì trước đã quyết chí chuyên tu tịnh độ, nên không thể rút lời nguyện. Thiện Đạo Hòa Thượng, biết trước người đời sau hay đứng núi này trong núi nọ, rồi không có định kiến, nên mới nói lời ấy. Lời vàng ngọc trên đây chính là những kẻ đã tôn ngài làm thầy, còn ít biết vâng theo, huống chi người chưa nghe hiểu. Một pháp môn rất hợp lý hợp cơ như thế, ở trước mặt mà đành bỏ qua, lại đi theo con đường nghiệp thức mơ màng, không thiền, không tịnh, há chẳng phải là nghiệp ác đời trước xui khiến hay sao? Thương thay! Lý nhị không, tức là ngã không và pháp không. Ngã không là biết rõ trong năm ấm, hoặc sắc, hoặc tâm. Sắc là sắc thân, sắc ấm, tâm là thọ, tưởng, hành, thức, đều do nhân duyên hòa hợp sinh ra. Khi nhân duyên chia lìa, liền mất. Không thật có cái ta làm chủ tể. Pháp không là thấu suốt năm ấm, đương thể vốn không. Tâm kinh nói, soi thấy năm uẩn đều không, chính là nghĩa này. Lý pháp không đây, tức là thật tướng, do phá vô minh chứng được, nên nói vượt qua tất cả khổ ách. Lại nữa, lý thể pháp thân lìa hẳn những tướng sinh diệt đoạn thường có không, mà làm căn bản của các tướng, rất là chân thật, nên gọi thật tướng. Thật tướng này chúng sinh cùng Phật vẫn đồng, mà hàng phàm phu nhị thừa do vì mê bỏ nên không được thọ dụng. Ví như tự mình có hạt bảo châu trong vạt áo, vì không hay biết nên phải chịu nghèo hèn. Ngộ đạo là trạng thái thông suốt rõ ràng, như mây tan trăng hiện, cửa mở núi bày, lại như người mắt sáng trông thấy đường về, và cũng như người từ lâu nghèo khổ bỗng gặp kho báu. Chứng đạo là như theo đường cũ về đến nhà, phủi chân ngồi nghỉ, lại như đem kho báu ấy tùy ý tiêu dùng. Ngộ thì kẻ đại tâm phàm phu kiến giải đồng với Phật. Chứng thì bậc sơ địa không biết chỗ cất bước tới lui của nhị địa. Hiểu được nghĩa ngộ và chứng này, tự nhiên chẳng khởi lòng khinh mạn bậc trên, cũng không sinh tâm lui sục, mà ý chí cầu sinh tịnh độ, dù muôn trâu vẫn không thể kéo lôi. Thời này là thời buổi nào? Nạn binh lửa đang lúc lẫy lừng, Nam Bắc đánh nhau, trong ngoài chiến loạn, 3-4 năm gần đây, số người chết đến hàng triệu. Từ xưa đến nay, chưa nghe có sự thảm thiết như thế. Lại thêm các tai biến, bão lụt, động đất, ôn dịch, tiếp diễn thường thường. Riêng về nạn nắng lụt, không đầy 1 năm, có khi đến 2-3 lần. Vật giá vì thế mắc gấp bội hơn trước. Lúc này, may mà được sống, dám không gắng sức chuyên tu tịnh nghiệp để cầu vãng sinh ư. Nỡ đem thân người khó được, mơ màng theo những pháp tu không hợp thời cơ ư. Hiện giờ nếu không gắng sức chú định một môn, ngày kia muốn được nghe pháp huyền diệu thẳng tắc này, sợ e không còn dịp may ít có như ngày hôm nay nữa. Oh.
gửi nữ sĩ Từ Phước Hiền. Tôi dừng gót ở Phổ Đà đã hơn 20 năm. Đối với hàng Phật tử tại gia, chưa từng tới lui giao thiệp. Gần đây, nhân có thầy Phước Nghiêm lên núi thăm. Trong vòng không đầy tuần nhật, thầy nhiều phen qua chỗ thất tôi ở, nói về sự trinh tháo của nữ sĩ. Mỗi khi gợi đến việc ấy, thầy lại tỏ vẻ bùi ngùi cảm động. Lúc đó tôi có tỏ bày ý kiến như sau: nữ sĩ tuy trinh liệt đáng khen, nhưng tiếc vì không biết đường lối tu hành. Nếu cơn nào rảnh, tôi sẽ gửi lời khuyên nhắc lược giải về cương yếu của môn niệm Phật, để cho người tùy sức phần bước vào con đường tịnh độ. Nghiêm sư nghe nói liền tán thành và hết lời yêu cầu, vì thế nên mới có bức thư gửi cho nữ sĩ hôm nay. Phật Pháp là Pháp sẵn đủ nơi tâm của tất cả chúng sinh. Người xuất gia tại gia đều có thể thọ trì. Nhưng thân nữ có nhiều chướng duyên, nếu lìa quê đi xa, rất dễ bị người lấn hiếp. Vậy, nữ sĩ chỉ nên ở tại nhà giữ giới niệm Phật, quyết chí cầu sinh cực lạc, không cần phải lìa quê hương xuất gia làm ni. Việc nghiên cứu khắp kinh giáo, đi các nơi thăm hỏi bậc minh sư là phần của người nam. Nữ giới bắt chước theo không tiện. Người nữ chỉ nên gắn tu tịnh nghiệp, chuyên trì hiệu Phật. Nếu có thể nhiếp cả sáu căn, nối luôn tịnh niệm, tự nhiên hiện đời thân chứng tam muội. Khi lâm chung, lo gì không chiếm phẩm cao. Dù chưa chứng tam muội, cũng được dự vào hải hội gần gũi Đức A-di-đà, rồi lần lần trở về tánh bản chân, tự nhiên thông suốt vô biên giáo hải, như tấm gương lớn soi rõ muôn hình. Chừng ấy, mặc ý cởi thuyền đại nguyện, không rời an dưỡng, hiện thân ở cõi ta bà, cùng vô số phương tiện độ thoát loài hữu tình, khiến cho đều đến liên bang, chứng vô sinh nhẫn. Ấy mới khỏi phụ với chí quyết liệt tu trì ngày hôm nay, mới đáng gọi là hoa sen sinh trong lửa, người nữ mà trượng phu đó. Tu tịnh nghiệp, điều căn bản là phải quyết lòng cầu sinh Tây Phương. Cho nên, pháp môn tịnh độ lấy tính nguyện hạnh làm tông chỉ. Tính là phải tin cõi ta bà có vô lượng nỗi khổ, cõi cực lạc sự an vui không cùng. Nỗi khổ ở ta bà đại ước có 8 thứ: sinh, già, bệnh, chết, thương xa lìa, oán gặp gỡ, cầu không toại ý và năm ấm lẫy lừng. Năm ấm lẫy lừng là chúng sinh đối với sắc, thọ, tưởng, hành thức khởi hoặc gây nghiệp như lửa cháy hừng. Sự vui ở cực lạc, nói về thân thì hóa sinh trong hoa sen, tuyệt không già, bệnh, chết, thuần là người nam. Cho đến danh từ ác đạo hãy còn chẳng nghe, huống chi có thật. Nếu về cảnh thì vàng ròng làm đất, bảy báo làm ao, hàng cây cao ngất trời, lầu cát giữa chừng không. Và sự ăn mặc thọ dụng khi tưởng đến đều được hóa hiện vừa ý, không phải như ở cõi này do sức người tạo tác mà thành. Ở cực lạc, Phật A-di-đà tướng đẹp vô biên, một khi trông thấy từ dung, liền chứng pháp nhẫn, Đức Quán Âm Thế Chí, cùng thanh tịnh hải hội, phóng ánh sáng trong sạch, đồng nói pháp màu. Thế nên, tuy là hàng phàm phu dẫy đầy nghiệp lực, nếu phát lòng tín nguyện tha thiết, sẽ được nhờ Phật nhiếp thọ. Khi đã vãng sinh về cõi kia, thì nghiệp ác phiền não đều tiêu tan, trí huệ công đức đều tròn đủ. Tin được như thế mới gọi là lòng tin chân thật. Như muốn được biết rõ hơn, xin xem kỹ kinh
A-di-đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ. Những kinh này chuyên nói về duyên khởi sự lý của tông Tịnh Độ, cũng gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Ngoài ra, các kinh Đại Thừa phần nhiều đều có nói về Tịnh Độ, như kinh Hoa Nghiêm là khi Đức Như Lai mới thành chánh giác, vì các bậc pháp thân đại sĩ ở 41 vị xứng tánh nói ngay pháp nhất thừa mầu nhiệm. Sau rốt, lúc Ngài Thiện Tài đi thăm hỏi khắp các phương tri thức, chỗ chứng bằng chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát lại vì nói 10 đại nguyện vương, khuyên Ngài Thiện Tài và hải chúng trong cõi Hoa Tạng hồi hướng cầu sinh về thế giới Cực Lạc để mau tròn đầy quả Phật. Trong Quán Kinh, chương Hạ Phẩm Hạ Sinh có nói rằng: hạng người phạm tội ngũ nghịch thập ác, làm đủ các việc không lành, khi sắp chết, tướng địa ngục hiện, được bậc thiện tri thức khuyên bảo niệm Phật, kẻ ấy vâng lời, niệm chưa đầy 10 câu, liền thấy hóa Phật đưa tay tiếp dẫn vãng sinh. Kinh Đại Tập dạy rằng: đời mạt pháp, ức ức người tu hành, nhưng ít có kẻ ngộ đạo, chỉ nương theo môn niệm Phật mới được thoát luân hồi. Thế thì biết pháp niệm Phật là con đường đồng tu của Thượng Thánh Hạ Phàm. Với pháp này, kẻ ngu, người trí đều có thể làm theo, cách hành trì dễ mà thành công cao, dùng sức ít, song hiệu quả mau lẹ. Bởi môn Tịnh Độ chuyên nhờ Phật lực nên sự lợi ích rất lớn, vượt hơn tất cả giáo pháp thông thường. Người xưa nói, tu các môn khác như con kiến bò lên núi cao, niệm Phật vãng sinh như thuyền buồm xuôi theo gió nước. Lời này có thể gọi là sự so sánh rất xác đáng rõ ràng. Nếu muốn nghiên cứu, nên xem bộ Yếu Giải Kinh A-di-đà của Ngẫu Ích Đại Sư Trứ Thuật. Bộ này diễn tả sự lý đến chỗ cực điểm, là lời chú giải rất hay, rất sát, đứng vào bậc nhất từ khi Phật nói kinh ấy đến giờ. Dù cho cổ Phật tái hiện ra đời, chú giải lại cũng không hơn được. Vậy, nữ sĩ chớ nên khinh thường, phải triệt để tin theo. Về kinh Vô Lượng Thọ, có lời chú sớ của Huệ Viễn Pháp Sư đời Tùy, văn nghĩa rất rõ ràng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì có bộ Tứ Thiệp Sớ của Thiện Đạo Hòa Thượng. Ngài Thiện Đạo muốn lợi khắp ba căn, nên phần nhiều phát huy về sự tướng. Sau chương Thượng Phẩm Thượng Sinh, Ngài chỉ rõ sự hơn kém của hai lối tu chuyên và tạp, lại bảo phải sinh lòng tin bền chắc, dù Đức Thích Ca hoặc chư Phật hiện thân dạy bỏ môn Tịnh Độ, tu theo các pháp khác, cũng không dời đổi chí nguyện. Lời trên đây có thể gọi là cây kim chỉ nam của người tu tịnh nghiệp. Đến như bộ Quán Kinh Sớ Diệu Tông Sao của bên Thiên Thai Tông, thì nghĩa quá viên dung mầu nhiệm, người căn cơ trung hạ khó được lợi ích, vẫn không bằng bộ Tứ Thiệp Sớ lợi khắp ba căn. Đã biết những nghĩa lý trên đây, cần y theo đó tin chắc. Chỗ chính mình hiểu đến thì tin đã đành, dù chỗ mình chưa hiểu đến cũng vẫn tin. Phải biết pháp môn Tịnh Độ do nơi kim khẩu của Phật nói ra, chớ nên đem sự suy lường không thấu đáo của tình phàm mà sinh lòng nghi hoặc. Tin như thế mới gọi là chân tín. Đã tin chắc rồi, cần phải phát nguyện lìa cõi ta bà, như tù nhân mong ra khỏi ngục, nguyện sinh về Cực Lạc như viễn khách nhớ quê xưa. Nếu chưa được sinh Tịnh Độ, dù có ai đem ngôi báu của thiên vương dâng cho, cũng xem là nhân duyên đọa lạc, không móng một niềm ưa thích. Cho đến việc đời sau đổi thân nữ ra nam, tuổi trẻ xuất gia, nghe một hiểu ngàn,
được đại tổng trì, cũng nên xem đó là đường lối tu hành quanh quẩn, không sinh lòng mong ước, chỉ muốn khi lâm chung được Phật tiếp dẫn về Tây Phương mà thôi. Khi được vãng sinh, tất sẽ thoát vòng sinh tử, vượt cảnh phàm vào cõi thánh, ở hàng bất thoái, chứng quả vô sinh. Chừng ấy nhìn lại mới biết ngôi vua ở cõi trời người, cho đến việc tái sinh xuất gia làm tăng, là sự nhọc nhằn nhiều kiếp, không biết chừng nào mới được giải thoát. Rồi so sánh lại, thấy những điều ấy đối với phẩm sen của mình ngày nay, không khác nào lửa đóm cùng vần nhật rạng và con kiến bò lên núi Thái Sơn. Cho nên, người tu tịnh độ quyết không nên cầu phước báo ở cõi trời người và đời sau trở lại xuất gia làm tăng. Nếu có mảy may những niệm ấy, tức không phải tin sâu nguyện thiết, ngăn cách với lời từ thệ của Đức A-di-đà, không được cảm ứng và nhờ Phật tiếp dẫn, thật đáng thương lắm, đáng tiếc lắm. Nỡ đem hạnh màu không thể nghĩ bàn, cầu lấy quả vui hữu lậu, để khi hưởng hết phước rồi lại bị sa đọa theo dòng hoặc nghiệp, chịu sự khổ vô cùng ư. Trong vị đề hồ, nếu để thuốc độc, chất ngon ngọt ấy sẽ giết người. Tu tịnh độ mà không khéo dụng tâm thì sự tai hại cũng y như thế. Vậy phải dứt tuyệt những niệm lỗi lầm như trên mới có thể hoàn toàn thọ dụng sự lợi ích của môn tịnh độ. Đã tin sâu nguyện thiết, lại cần phải chấp trì 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Không luận lúc đi, đứng, ngồi, nằm, nói, nín, động, tịnh, mặc áo, ăn cơm, cho đến khi đại tiểu tiện, đều giữ chắc 6 chữ ấy nơi tâm, hoặc trì 4 chữ cũng được. Phải gắng làm sao cho mỗi niệm đều hiện tiền, toàn Phật là tâm, tâm Phật như một, niệm cho đến chỗ chí cực, quên cả trần tình. Chừng ấy lòng không Phật hiện, đương đời có thể thân chứng niệm Phật tam muội, đến khi lâm chung sinh về thượng phẩm. Tu trì như thế có thể gọi là dùng hết công năng vậy. Đến như trong công việc hàng ngày có mảy may điều lành và các công đức tụng kinh lễ Phật đều đem hồi hướng vãng sinh. Như thế thì tất cả các hành môn đều là trợ hạnh của tịnh độ, như gom cát bụi thành đất, họp sông ngòi thành biển, sự sâu rộng sẽ vô cùng. Lại cần phải phát lòng bồ đề, thề độ chúng sinh, đem công tu hồi hướng 4 ân 3 cõi và loài hữu tình trong pháp giới. Đó là rộng kết pháp duyên với tất cả chúng sinh, như lửa thêm dầu, mạ được mưa, làm cho thắng hạnh đại thừa của mình sớm mau thành tựu. Nếu không biết nghĩa này, thì thành ra kiến chấp tự lợi của phàm phu nhị thừa, tuy tu hạnh màu, cảm quả rất thấp kém. Dù rằng trong sự niệm Phật, tất cả thời, tất cả chỗ đều không ngại, nhưng cũng phải thường giữ lòng kính sợ, là phải trọng tượng Phật như Phật sống, xem kinh Phật lời tổ như Phật tổ đối trước mình thuyết pháp, không dám có chút khinh mạn nghi ngờ. Lúc bình thường niệm Phật, hoặc thầm hay ra tiếng tùy ý, song những khi nằm ngủ, đại tiểu tiện, tắm gội, rửa chân, và đi ngang qua chỗ không nghiêm sạch, đều phải niệm thầm. Nếu ra tiếng, tức là không cung kính. Nên biết, niệm thầm công đức cũng đồng như niệm ra tiếng. Tôi thường nói, muốn được sự lợi ích thiết thật trong Phật Pháp, phải tìm nơi lòng cung kính. Có một phần cung kính thì tiêu một phần tội nghiệp, thêm một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, thêm 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính, tuy cũng gieo viễn nhân, nhưng ác quả của tội khinh lờn thật chẳng thể tưởng nghĩ. Người tại gia đời nay, trong khi đọc kinh Phật
đều phạm bệnh này. Nên với kẻ hữu duyên, tôi thường nhắc đi nhắc lại mãi. Niệm Phật cần phải nhiếp tâm niệm. Do tâm khởi, tiếng từ miệng ra, mỗi câu mỗi chữ đều rành rẽ rõ ràng. Lại phải lắng tai nghe kỹ, in câu niệm Phật vào tâm. Nếu nhiếp nhĩ căn, thì các căn kia không còn buông chạy theo bên ngoài, mới có thể mau được nhất tâm bất loạn. Đại Thế Chí Bồ Tát bảo rằng, nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối luôn, được tam ma địa, đây là bậc nhất, chính là ý này. Đức Văn Thù nói, nghe vào, nghe tánh mình, tánh thành đạo vô thượng, cũng đồng một nghĩa trên đây. Rất không nên cho rằng, phép trì danh là cạn cợt, rồi tu theo các phép, quán tưởng thật tướng. Trong bốn phép niệm Phật, chỉ có môn trì danh là rất hợp cơ. Nếu giữ đến một lòng không loạn, thì lý màu thật tướng toàn thể lộ bày, cảnh lạ Tây Phương hiện ra rõ rệt. Cho nên, tức nơi trì danh mà chứng được thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Một pháp trì danh chính là cửa màu vào đạo, con đường thẳng tắc đến quả Bồ Đề. Người đời nay phần nhiều không hiểu về giáo lý của phép quán. Nếu tu theo quán tưởng thật tướng, hoặc có khi bị ma dựa vào. Vậy, tốt hơn là nên lựa hạnh dễ tu, cũng cảm được quả nhiệm màu. Đừng học khéo mà thành vụng, cầu siêu mà trở lại bị đọa, thì đáng tiếc lắm. Quyển Tịnh Độ Thập Yếu do Ngẫu Ích Đại Sư dùng mắt kim cang lựa lấy những đoạn hợp lý hợp cơ trong các kinh sách tịnh độ mà làm thành, đáng liệt vào bậc nhất. Tịnh Độ Thánh Hiền Lục ghi chép những hạnh nguyện trong nhân, công đức trên quả của Phật A-di-đà, cùng các vị Bồ-Tát, Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ. Kế đó, lại ghi việc tự tu dạy người của các bậc tổ sư, thiện tri thức, như Ngài Huệ Viễn, Trí Giả, cùng những sự tích vãng sinh của bốn chúng và hàng vua, quan, sĩ, thứ, phụ nữ, người tội ác, loài súc sinh. Trong ấy có phụ vào những ngôn luận thiết yếu, khiến cho người xem có chỗ nương tựa, không còn nghi ngờ. Đọc quyển này có thể lấy người xưa làm thầy mà gắn tu tịnh nghiệp, so với sự đi thăm hỏi các bậc tri thức lại càng thân thiết hơn. Bộ Long Thư Tịnh Độ Văn phân loại về các môn tu trì, cạn lời khuyên tỏ, khiến cho người dứt nghi sinh lòng tin, là một pho sách rất hay để dẫn dắt kẻ sơ cơ. Ba thứ trên đây và Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Quán Kinh Tứ Thiệp Sớ cộng lại là 5. Trước kia tôi đã nói với thầy Phước Nghiêm thỉnh dùm rồi gửi đến, không biết nữ sĩ có được chăng. Nếu không, xin hồi âm, tôi sẽ do nhà bưu cục gửi tặng. Được mấy thứ sách ấy, có thể biết đủ các nghĩa tông tịnh độ, dù không xem khắp các kinh cũng chẳng hại gì. Nếu không rõ pháp môn tịnh độ, giả sử có hiểu sâu ba tạng kinh, ngộ suốt tự tâm chăng nữa, muốn thoát vòng sinh tử, còn trải qua không biết bao nhiêu đại kiếp mới làm tròn bổn nguyện. Niệm Phật như thuốc A-già-đà, trị hết muôn bệnh. Pháp môn kỳ diệu như thế mà không biết, há chẳng đâu tiếc lắm ư? Biết mà không tu, và tu mà không chuyên tâm gắn chí, lại càng đáng đau tiếc hơn nữa. Người nữ ra khỏi nhà có nhiều chướng duyên, huống chi thêm sự độ dụng khó khăn lại càng bất tiện. Nếu là người nam xuất gia làm tăng, còn phải vào thiền đường học nghi tắc cho biết quy củ nhà chùa, rồi đi du phương mới không trở ngại. Chẳng thế thì mười phương tòng lâm không ở chỗ nào được.